xước của lon. Nó nặng là 7,6 kg, nó ghi trên vỏ thùng là 7,6 kg là cả vỏ thùng luôn ha. Cái lon công thì nó nặng tầm khoảng 7 kg. Kích thước là cao là 46,5 nhân 31,5 là chiều ngang, nhân 30 là chiều sâu. Rồi bên đây là bộ điều khiển nó nằm bên hông ha anh em. Đây là mình đang nghe với mức âm lượng ở khoảng gần 40 á. Thì sơ lược về chiếc loa thì loa có màn hình hiển thị nè. Đây là chuyển đổi với chế độ Bluetooth. Bluetooth với lại USB ha. Đây Bluetooth nè. Đây USB nè. Đây là nút ghi âm. Có điều kiện các bạn cắm USB giống như mình hoặc là cắm thẻ nhớ, đây nó có khe cắm thẻ nhớ đây luôn ha. Đây là chế độ hội nghị nè. Các bạn alo rồi nó sẽ ngắt nhạc nếu mà màn hình hiển thị chưa on ha. Còn tắt chế độ hội nghị là nó thành off. Này là lùi bài, này là tạm ngưng. Đây. Này là qua bài. Đây là volume của nhạc nè. Bass chép của nhạc. Tiếng vang của mic nè. Âm lượng của micro. Mình để tất cả mức 50 cho anh em xem nha. Thì riêng nhạc thì mình để khoảng 40 thôi. Đây có chỗ mình đấu bình 12V luôn ha. Đây là anh em của nó là CBZ 106, 109 thôi á. 106 thì nó sẽ nhỏ hơn, 109 thì nó sẽ to hơn. Cái này là công tắc nguồn ha anh em. CBZ. Đây là chỗ cắm mic ro có dây hoặc là nhạc cụ đều được. Loa này cũng khá là đơn giản, nó khá là dễ sử dụng. Đây là phía sau của chiếc loa của chúng ta. Bằng gỗ khá là chắc chắn anh em. Do gỗ ha, nghe rất là âm. Bắt nhạc nhỏ lại test mic cho anh em nghe ha. Mức âm lượng với lại tiếng vang của chúng ta, âm lượng mic với lại tiếng vang đang ở mức 50 ha. Alo, 1, 2, 3, 4 à, mình quên bật tiếng vang. Tiếng vang là đúng này. Bây giờ mình sẽ bật khoảng mức 40% echo, 50% tiếng mic ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn đang nghe âm thanh của chiếc CBZ 108. Bây giờ mình bật lớn hết, sau đó mình tăng chép lên cho bạn nghe cảm nhận nha. Kênh YouTube của mình luôn, hoặc là số nữa, một số nữa là 0962809867. Số đó cũng có Zalo Facebook luôn ha. Rồi anh em nếu mà có thắc mắc gì đó, mình cứ mạnh dạn comment ở bên dưới của cái video này ha. Hoặc là mình có thể gọi trực tiếp hai số điện thoại là lúc nãy mình mới nói. Thì bên Sơn sẽ nhiệt tình trả lời. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình xin test thử một khúc karaoke cho bạn nghe ha, micro á. Tất cả đang ở mức 50 ha các bạn.
CBZ 108. Bên mình đang kinh doanh có rất là nhiều mẫu, các bạn có thể inbox mình và Zalo là Facebook số 0915486462. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ là xa lạ. Con đường tính ra anh một mình đành lặng thinh. Nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với anh. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trong, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhận ra. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn cô. Ta đã từng yêu nhau đến muôn đời sau. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe. Các bạn xin nhắc lại số hotline là 0915486462. Đó là vừa là Zalo, Facebook và kênh YouTube của mình luôn. Mình rất nhiều và hẹn gặp lại. Trong quá trình làm video có một số sai sót thì có gì các bạn bỏ qua giúp Sơn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn cứ mạnh dạn comment nếu mà còn mình có thắc mắc gì ở bên dưới video ha. Bên Sơn có rất là nhiều mẫu, tại vì kho có hàng trăm mẫu luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.